4 tuổi giàu nhất năm 2024, trời Phật độ mạng, phú quý theo chân, gặp hung hóa cát, đem may mắn cho cả gia đình. Những con giáp giàu phước nhất năm 2024 dưới đây, sinh ra với cái số mệnh may mắn được ban cho cái tài vận tốt đẹp. Nên năm 2024 năm giáp thìn, dù số mệnh có lên xuống, thăng trầm ra sao thì cuối cùng vẫn nhận được những cái phần thưởng xứng đáng cho những cái nỗ lực của bản thân. May mắn ở tới nhà những con giáp này hãy cứ mở cửa để đón chào thần tài trong cái năm 2024 năm giáp thìn những con giáp này sẽ đón nhận vô số những cái niềm vui trong cuộc sống nhiều người sẽ gặp lại người thân ở phương xa sau nhiều năm xa cách được người thân cho tiền tặng quà mua hàng thì cũng được khuyến mại bốc thăm trúng thưởng một số bạn còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời đấy, một bước lên mây đấy, đổi đời giàu có. À, nhiều bạn trong năm sẽ làm việc cực kỳ hiệu quả vì may mắn liên tiếp ập tới nên các bạn sẽ tỏa ra một cái nguồn năng lượng tích cực giúp cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi và xuân sẻ nên các bạn sẽ được đồng nghiệp nể phục cấp trên đánh giá cao cái năng lực khả năng cao cũng sẽ được thăng lương tăng sức tăng thưởng trong cái thời gian này và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay à quý vị thân mến con giáp may mắn đầu tiên mà sẽ trở nên giàu có Nhận được phước lành, được trời thương Phật độ Trong cái năm 2024 ấy, Thì không ai khác, đó chính là những người tuổi thìn Một số người thắc mắc Là những người tuổi thìn trong năm 2024 ấy, Vừa gặp cái hạn tam tai Lại vừa gặp cái hạn thái tuế Vậy thì tại sao Lại là một con giáp giàu có được, đúng không ạ? À Thưa quý vị à, Theo phân tích của tử thông Thì năm 2024 ấy được đánh giá là một cái năm có nhiều khó khăn, nhiều thách thức chờ đón với những người tuổi thìn. Khi đây chính là cái năm tuổi của con giáp, lại thêm cái họa tam tai, năm thứ ba nó vẫn còn án ngữ. Bản mệnh sẽ phải rất thận trọng, cẩn thận trong năm mới để giảm thiểu cái xui xẻo không mong muốn. À, tuy nhiên, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cái năm nay chỉ toàn những cái điều đen đủi đến với những người tuổi, những người tuổi thìn. Trên thực tế, thì với số mệnh được ban phước lành và được trời thương Phật độ từ khi sinh ra thì những người tuổi thìn trong quá trình trưởng thành và xây dựng cái tương lai ấy, cũng luôn nỗ lực không ngừng chính những cái điều đó đã giúp cho cái thành tích của những người tuổi tuổi thìn ngày càng được phát triển và cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại nhiều cái thành công may mắn cho họ nhờ đó mà những người tuổi thìn có thể gặp giữ hóa lành cái thời khắc quan trọng cũng may mắn được quý nhân chỉ điểm dìu dắt khỏi cái hiểm nguy À, bản mệnh sẽ tràn đầy cái năng lượng và sáng tạo Có khả năng nắm bắt cơ hội và đạt được những cái thành công ngoài mong đợi Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho cái vận trình của mình ấy, Thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình Sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ Giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống Hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn. À bên cạnh đó thì những người tuổi thìn nói chung cũng biết mình thực sự muốn gì nên là đã chuẩn bị từ trước và có kế hoạch toàn diện trong cái sự nghiệp. Cái việc định hướng này nó sẽ cho phép các bạn thực hiện từng bước từng bước một và không bị mất phương hướng dù gặp phải những cái tình huống bất ngờ nó có thể xảy ra. Điều này có thể đảm bảo cho các bạn đạt được cái thành quả tốt nhất trong cái năm 2024, cái năm giáp thìn này. Nói chung ấy, trong cái năm 2024 với nhiều cái dự định, nhiều kế hoạch ấp ủ mà những người tuổi thìn có thể đón nhận một vài cái tín hiệu vui trong cái năm là cái kết quả sau những cái nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian dài của các bạn. Đừng quên chia sẻ cái thành quả của mình với mọi người xung quanh. Thêm nữa, lại được trời thương Phật độ, nhờ thế mà những người tuổi thìn có khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Các bạn không cần phải dùng cái uy lực của mình, nhưng người khác vẫn được kính nể. Nhiều vận hạn của những người tuổi thìn ấy, như là cái hạn thái tuế, hạn tam tai thì cũng được đẩy xa, mang lại cho các bạn cái năm mới tràn đầy hạnh phúc, công việc hanh thông, sự nghiệp thì thuận lợi. Những ai mà đi xin việc nếu còn không quan tâm đến bề ngoài hoặc là ăn mặc thiếu chuyên nghiệp ấy, thì cái cơ hội nó cũng sẽ không cao. Quý vị nên nhớ rằng, đấy hai người có cùng cái năng lực thì người ta sẽ ưu tiên những cái điều tốt hơn. Nếu như mà những người tuổi tuổi thìn mà giỏi quá xuất sắc thì đó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác vì họ có thể vượt qua được những khía cạnh còn lại. Thế nhưng nếu mà các bạn cũng là những người bình thường thì quý vị cũng nên cẩn thận nhé. À, thưa quý vị trong thời gian này thì cái cắt tinh nó cũng sẽ hỗ trợ cho những người tuổi thìn có được cái tài lộc, nhiều cơ hội mới cũng sẽ thu hút tiền bạc về mình, nhiều người làm ăn thì có lợi, nói chung là cái số đơn đặt hàng trong những ngày cuối tháng, nói chung là trong cái năm 2024 ấy cũng tăng lên một cách đáng kể. À, tuy nhiên vẫn còn một vài thông tinh nó cũng báo hiệu những người tuổi thìn trong thời gian này cũng dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến những cái họa kiện tụng dính dáng pháp luật. Do đó, những cái gì liên quan đến tiền nong quý vị cũng cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu mà cầm tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ trước. Đó. À, cũng đừng để cho đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những cái phiền phức. Khi mà có tiền, các bạn lại có thể là gì? Làm những cái việc tốt hơn. Vì vậy, để hóa giải cái hạn tiểu nhân và mà gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. À, quý vị thân mến, đó là con giáp may mắn đầu tiên, đấy giàu có nhất nhì trong cái năm 2024 à, năm giáp thìn. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông sẽ nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những người tuổi ngọ À, quý vị thân mến, năm 2023 năm quý mão là một cái năm khó khăn vất vả với những người tuổi ngọ. khi bước sang năm 2024 cũng là một năm mà những người tuổi ngọ có những cái bước phá đột biến và trở thành một trong những con giáp giàu có nhất trong năm 2024 năm giáp thìn. À, theo các chuyên gia tử vi học cũng có dự báo, thì những người tuổi tuổi ngọ ấy, trong thời gian này nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ gặt hái được những cái thành công đặc biệt là ở nơi làm việc đối mặt với trông gai với thử thách những người tuổi ngọ không phải là những người dễ dàng từ bỏ cái ước mơ của mình tuổi ngọ luôn hiểu rõ những cái ưu thế đó của mình và biết cách tập trung và phát huy trong năm 2024 nhờ đó mà cái vận may cũng đang đến với những người tuổi ngọ đấy bên cạnh đó những cái cống hiến của những người tuổi ngọ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng à, quý vị hãy tận dụng cái tài năng của mình và các bạn sẽ đạt được những cái vị trí nhất định trong công việc cũng như là gì trong cuộc sống à, bên cạnh đó những người tuổi ngọ cũng là những người mà linh hoạt và dễ thích nghi à, các bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh cái suy nghĩ và cái hành động của mình trong các tình huống khác nhau và cái năm 2024 năm giáp thìn ấy nói chung ấy những người tuổi ngọ sẽ gặp nhiều cái cơ hội dù trong công việc hay là trong cuộc sống cá nhân thì gia chủ cũng sẽ có cơ hội đạt được cái mục tiêu của mình bên cạnh đó lại được trời thương Phật độ nó cũng sẽ ban phước lành cho những người tuổi ngọ đấy những người tuổi ngọ sẽ nhận được cái phước lành cái thành công xứng đáng với cái nỗ lực cái công sức của mình bỏ ra là như vậy. À, thêm nữa trong trong cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi ngọ trong thời điểm này ấy, thì bản mệnh cũng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát triển cái con đường công danh sự nghiệp của mình lại được các tinh nó hỗ trợ nó soi chiếu nó cho thấy những người tuổi ngọ trong hoàn thời gian này ấy, hoàn toàn có thể đạt được những cái thành công bằng chính cái sức lực của mình. Cái sự chăm chỉ, cái sự cần cù sẽ giúp các bạn trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người đồng nghiệp xung quanh. Có dân này sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để hoàn thành công việc. Dù được giao cái nhiệm vụ khó khăn đến đâu ấy thì các bạn cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhờ thế mà sẽ đạt được cái sự tín nhiệm của cấp trên. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. À bên cạnh đó thì trong cái thời gian này những người tuổi ngọ cũng được cắt tinh Nếu chiếu mệnh. Vì thế những người tuổi ngọ gì cũng gì để cao cái sự nhanh nhẹ và cái sự sáng tạo. Nếu có thể làm được cái điều này thì các bạn sẽ nắm bắt được nhiều cái cơ hội để phát huy cái năng lực của mình, gợi mở thêm những cái lối đi trong tương lai. Thêm nữa nhờ có được cái trời thương Phật độ sẽ giúp các bạn trong cái việc mở rộng cái mối quan hệ và có nhiều cơ hội để phát triển. À, những người tuổi ngọ hãy tận dụng cái mối quan hệ sẵn có để tạo nên cái bàn đạp cho mình, không nên bỏ lỡ cái nguồn tài nguyên quý giá như vậy. Xét về con đường tài lộc của những người tuổi ngọ trong cái năm 2024 ấy, thì con giáp này cũng đang có thu nhập khá là ổn định bình ổn, tài chính ổn định, tiền bạc thì cũng không phải là cái vấn đề cấp thiết mà những người tuổi ngọ cần phải quan tâm trong thời gian này. Con giáp này biết cách để cân đối cái thu chi Nên là cái năm 2024 ấy, tiền bạc cũng khá là rùng rỉnh Dường như là những người tuổi ngọ không phải đối mặt với cái tình trạng là thu không đủ chi đó. Vẫn bình tĩnh để tính toán xem tiêu thế nào cho hết tiền Đó. Bên cạnh đó, những người tuổi ngọ có kế hoạch cho từng bước đi của mình Trong cái năm 2024 Có thể các bạn sẽ kiếm thêm cái nguồn thu nhập từ cái nghề tay trái Để bồi đắp thêm để bổ đắp thêm cho những cái thiếu hụt về tiền bạc do những cái khoản chi tiêu quá mạnh tay của các bạn. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi ngọ ấy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. À, thưa quý vị, đó là con giáp may mắn tự giàu có nhất thứ hai đúng không ạ? Tiếp theo, con giáp may mắn giàu có thứ ba mà chúng ta phải kể đến không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Một số người nói là tuổi Tuất năm 2024 là gặp cuộc gặp cục diện là thìn Tuất là tương xung, lại xung tận mạng thì lấy đâu ra may mắn đúng không ạ? À, theo tử thông nhận định thì năm 2024 ấy cũng là một cái năm mà khá là vất vả và lận đận với những người tuổi Tuất. À, những tưởng chung gai sẽ khiến những con giáp này trùn bước vì nản lòng nhưng trên thực tế thì những người tuổi tuất lại có những cái bứt phá bất ngờ trong cái thời gian này thường ngày thì những người tuổi tuất luôn chăm chỉ và dũng cảm chịu thương chịu khó lại có cái ý chí cầu tiến và cũng rất là gì giàu lòng nhân ái à, gia chủ luôn sống biết người biết ta nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh người gieo phúc thì sẽ gạt lọc chính cái sự tử tế cái sự chăm chỉ của bản mệnh đã giúp cho những người tuổi tuất tích lũy được rất nhiều cái phước lành cho bản thân. Nhờ vậy mà khi bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, à, trước những sóng gió bổ vây, thì những người tuổi Tuất vẫn có thể bình tĩnh vượt qua từng cái thử thách, lại được trời thương Phật độ, bản mệnh sinh ra là để làm những cái việc trọng đại, càng có nhiều cơ hội cạnh tranh thì lại càng dễ có được cái thành công lớn lao hơn nữa. Trong mọi vấn đề thì những người tuổi Tuất sẽ nhận được cái sự ủng hộ và yêu thương từ gia đình cũng như là bạn bè. Về mặt sự nghiệp thì những người tuổi Tuất có thể có được cái sự phát triển và cái cơ hội ổn định, cái sự chăm chỉ và lòng dũng cảm của các bạn ấy cũng sẽ nhận được đấy đồng thời những cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được khen thưởng trở thành người có quyền lực cả đời sống vinh hoa phú quý bằng cái năng lực của mình. Bên cạnh đó, xét về cái mặt tài lộc nhờ có công việc nó hanh thông thuận lợi nên là tài lộc của những người tuổi Tuất thì cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền từ cái việc kinh doanh đầu tư buôn bán. Bản mệnh nên tập trung làm tốt cái việc của mình, không nên xa đà vào nhiều chuyện kéo gì bị phân tán và cũng sẽ không tập trung. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ uồn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất. Bên cạnh đó, những người tuổi tuất không nên ôm đồm nhiều việc. Ôm đồm việc vào người thì chỉ khiến cho khả năng tập trung của các bạn bị giảm đi. Quý vị hãy đặt cho mình một cái mục tiêu cụ thể để tăng khả thành công của mình và trong thời gian này ấy, thì tử thông cũng khuyên quý vị phải lựa sức mình đừng có tùy tiện đua theo cái người khác thấy người ta làm được kiếm được thì cũng đổ dồn vào làm ấy thì cũng rất dễ bị thất bại đúng không ạ các cụ nhà ta còn nói là gì một nghề cho chín còn hơn chín nghề có khả năng làm việc linh hoạt là tốt nhưng mà nên biết cân nhắc để lựa chọn những cái việc phù hợp với bản thân trong từng cái thời điểm để có thể có những cái bứt phá hơn nữa trong công việc và biết được cái điểm mạnh của bản thân Thêm nữa, trong cái năm 2024 ấy, Những người tuổi tuất nên tận dụng những cái cơ hội một cách là thông minh Đừng để lỡ mất những cái thời cơ mà nối tiếc sau này Không phải ai cũng có cơ hội gặp được may mắn như các bạn Đúng không? Và không phải ai khi mà có được cơ hội cũng phát tài Cần phải có cái tầm nhìn và có sự khéo léo chăm chỉ cũng kèm theo đó và là cái sự nỗ lực thì mới đạt được cái mục tiêu Bên cạnh đó, những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng gì là một chỗ con giáp liên tiếp đón những cái cơ hội, đón những cái vận may về tiền bạc. À, tiếp nối cái vận may từ cái thời gian trước đó, thì bản mệnh có thể thừa thắng sông lên mà làm những cái điều mà mình đã ấp ủ hay là dự định từ lâu. Chẳng những thu nhập từ kinh doanh buôn bán nó gia tăng, mà cái thu nhập chính của những người tuổi Tuất cũng sẽ có những cái dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những cái thành quả mà các bạn đã đạt được trong công việc là cái cơ sở để có cơ hội được tăng quan tiến chức, tăng lương, tăng thưởng. À, thêm nữa, à, trong thời gian này thì những người tuổi Tuất có thể thoải mái chi tiêu theo cái ý của mình, không cần phải quá là căn ke về chuyện thiếu tiền. À, theo các chuyên gia tử vi học dự báo, đấy trong thời gian này những người tuổi Tuất vẫn phải nên quản lý tài chính một cách là cẩn thận, đừng có vung tay quá chán. À, quý vị cần có một cái kế hoạch tài chính cụ thể đặt rõ những cái khoản cần phải chi tiêu những khoản cần phải tiết kiệm hay là đầu tư thì ngoài ra cũng cần phải xem kỹ cái khả năng chi trả của những người vay mượn cũng như là gì tìm hiểu kỹ thông tin nếu như có ý định đầu tư hay là kinh doanh vào một cái lĩnh vực mới tránh cái việc bị người khác lừa gạt cuối cùng lại dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang nhưng mà nhờ có cái phúc đức nhờ được trời thương phật độ nên là những người tuổi tuất trong cái năm 2024 mặc dù vướng vào cục diện sung thái tuế và nhiều cái vận hạn xấu nó 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 đến nhưng quý vị vẫn có những cái điểm bứt phá nếu nắm được cơ hội thì quý vị sẽ trở thành những con giáp giàu có nhất nhì trong năm 2024 năm giáp thìn đó là con giáp thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư đúng ạ Dễ có cơ hội giàu có nhất năm 2024 Đó chính là những người tuổi xíu à, Thưa quý vị khi mà khó khăn không đánh gục được các bạn, thì các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đấy và những người tuổi sửu là những con giáp được ban phước lành. Đấy do những người tuổi sửu đã gieo trồng từ những cái hoạt động và cái tâm hướng thiện của bản thân mỗi ngày sẽ giúp bản mệnh có thể vượt qua những khó khăn, những cái trắc trở trong năm 2024. Những người tuổi sửu là những người luôn có ý chí, luôn nỗ lực hết mình để vượt qua cái hoàn cảnh và có khả năng thích ứng rất là nhanh. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo, năm 2024 ấy, không phải là một cái năm suôn sẻ với những người tuổi tuổi xíu. Từng có nhiều cái thời điểm mà những người tuổi xíu ấy, không ít phen phải trời chật vì những cái thách thức mà cái lưu niên nó mang đến. Xong không vì thế mà những người tuổi xíu dễ dàng bỏ qua. Bản thân những người tuổi xửu mang cái nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Những người tuổi này trong gia đình ấy, thì thường được yêu mến vì giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người, tại nơi làm việc lại được trân trọng bởi cái tính thẳng thắn và cứng rắn. Dường như ở mỗi cái mối quan hệ thì những người tuổi xíu đều rất được lòng những người xung quanh. Hơn nữa, cái tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc thiện của những người tuổi xíu ấy, càng giúp cho các bạn có đời sống phong phú và sẽ được trời ban phước lành. Ông trời thì không bao giờ phụ lòng những người có công những khó khăn của năm 2024 càng rèn rũa cho những người tuổi sửu càng mạnh mẽ càng vững vàng hơn nhờ đó mà có thể tự là chủ cái số mệnh của mình gặp hung thì hóa cát có cơ hội thụ hưởng cái thành quả cuộc sống thì tràn đầy cái hạnh phúc trong cái năm 2024 và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để trợ mệnh ngộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn đến. thưa quý vị, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. À, bên cạnh đó, trong cái năm 2024 đấy thì công danh sự nghiệp của những người tuổi xíu cũng có những cái bước khởi sắc nhất định so với cái thời điểm trước đó những vất vả của bản mệnh cũng đang dần dần có tín hiệu đáng mừng lại được thần phật che chở lại được quý nhân xoay đường chỉ lối nên là những người tuổi xíu dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và cái tiền bạc khi mà tiến hành những nhiệm vụ của mình gia chủ sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc thay vì là buồn tuổi như thời gian trước đó. đó. Đây cũng là cái thời điểm mà gia chủ được truyền cảm hứng để bứt phá tiến đến thành công. Gia chủ sẽ không còn những cái nỗi buồn phiền nữa. đó. À, không những thế, những cái vấn đề khó khăn nhất trong công việc thì cũng sẽ được người thân, được bạn bè hoặc là được đồng nghiệp chung tay tháo gỡ. Những người tuổi xỉu gần như chưa bao giờ thấy nhẹ lòng và mừng rỡ như trong cái thời điểm này. Sau dự án này, thì gia chủ cũng đừng quên nói lời cảm ơn đến những người mà đã từng quan tâm giúp đỡ mình. thêm nữa trong cái năm 2024 ấy, nhờ được trời thương Phật độ, vậy nên ấy tài chính của những người tuổi sửu cũng được gì mở ra nhiều cái cơ hội hay ho mà bản mệnh cũng cần phải thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu. đó là cái cách để những người tuổi sửu có những cái quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc. vì thế quý vị không vội vàng làm gì cả mình thì có thời gian đúng không ạ? người ta hơn mình cái sự giàu sang thì mình cũng hơn họ cái sự đàng hoàng. chính vì vậy mà những người tuổi sửu thì có những cái bứt phá thành công nhất định trong thời gian này. vì vậy nhiều người sẽ có những cái khoản tiền tiết kiệm đủ lớn để sắm nhà, tậu xe, mua đất, mua cát đó trong thời gian này. À, quý vị hãy tập hợp thật nhiều thông tin để có thể là gì? gia tăng cái may mắn cho mình. những ai mà đang có ý định ấp ủ cái khởi động công việc kinh doanh buôn bán hay là khởi nghiệp trong thời gian này thì cũng cần phải tìm hiểu rõ về cái lĩnh vực và tìm hiểu rõ về cái mục tiêu của mình nếu như mà các bạn theo đuổi cái đích của mình bằng toàn bộ cái nội lực và cái sự quyết tâm các bạn sẽ biến những cái giấc mơ tưởng chừng như xa vời thành hiện thực và thu về tiền đầy túi tình đầy tim thêm nữa trong thời gian này những người tuổi sửu hoàn toàn có thể có khả năng làm việc, làm chủ trong lĩnh vực của mình. Nhưng mà quý vị cũng đừng chỉ dừng lại ở cái việc tập trung cho bản thân. Nếu có thể thì hãy hỗ trợ cái việc kinh doanh, làm ăn của những người khác nữa để gì được ban phước lành nhiều hơn. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn Giàu có nhất trong năm 2024 năm Giáp Thìn đó. À, có những con giáp mà quý vị không thể ngờ được là tại sao cái vận trình xui xẻo như vậy mà họ lại có thể bứt phá tiến đến thành công. À, quý vị thân mến, như vậy là gì? Trong cái năm 2024, chúng ta sẽ có bốn con giáp cực kỳ may mắn và giàu có. Nếu biết nắm bắt lấy cơ hội thì đây sẽ là những con giáp mà giàu có nhất vang danh thiên hạ trong năm 2024 nó giáp thìn đó là những tuổi sau một là tuổi thìn hai tuổi ngọ ba tuổi tuất bốn là những người tuổi xíu đây là bốn con giáp dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe đấy trong cái năm 2024 à, năm giáp thìn bứt phá thành công vượt qua những thử thách để có được cái điều mình mong muốn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo uh, xin cảm ơn